Trong một chia sẻ mới nhất với truyền thông Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh ông đặc biệt tôn trọng các đội bóng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có Trung Quốc. Nhà cầm quân này khẳng định đội tuyển Việt Nam luôn muốn thắng đội bóng đất nước đông dân nhất thế giới, nhưng muốn làm được điều đó không hề dễ dàng. Minh chứng rõ nét nhất là kể từ khi huấn luyện viên Lee Tae lên nắm quyền, 4 trận đấu chính thức của đội tuyển Trung Quốc đều là những chiến thắng đầy thuyết phục. Hơn thế nữa, đội tuyển Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 sắp tới. Một phần vì V-League tạm hoãn khiến các cầu thủ không thể duy trì được phong độ, thể lực hay cảm giác bóng. Và phần còn lại là thầy Park sẽ rất khó để tìm ra những gương mặt mới nhằm đổi mới nhân sự và lối chơi của đội tuyển quốc gia. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.